hướng dẫn cách nhuộm tóc tại nhà từ A đến Z. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục chăm sóc tóc của Blog New. Các bạn biết không, thay vì phải ra tiệm nhuộm tóc với chi phí cao và tốn kém thời gian, thì bạn hoàn toàn có thể nhuộm tóc tại nhà với những hướng dẫn nhuộm tóc của Blog New ngay sau đây. Hãy xem đến cuối video này để biết được những lưu ý cực kỳ quan trọng nếu muốn nhuộm tóc tại nhà an toàn và hiệu quả nha. Chăm sóc tóc trước khi nhuộm. 1. Trước khi nhuộm tóc tại nhà nên gội đầu trước khoảng 24 đến 48 tiếng. Bạn nên làm như vậy để lượng dầu tự nhiên hình thành trong tóc giúp thuốc nhuộm bám vào tóc dễ dàng hơn. Thuốc nhuộm sẽ lên màu tự nhiên trên tóc và giữ màu lâu hơn. Nếu có thể, không dùng dầu xả khi gội đầu trước ngày nhuộm tóc. Dầu xả sẽ làm mất dầu tự nhiên vốn cần thiết để thuốc nhuộm dễ lên màu hơn. 2. Trước khi nhuộm tóc, hãy chọn màu nhuộm mà bạn thích. Bạn sẽ dễ bị bối rối trước bảng màu nhuộm tóc đa dạng màu sắc. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nhuộm tóc tại nhà, tốt nhất nên chọn màu tối hơn hoặc sáng hơn màu tóc của bạn, không quá hai bậc. Nếu bạn muốn thử nhuộm tóc, bạn có thể dùng thuốc nhuộm tạm thời hoặc thuốc nhuộm bán vĩnh viễn. Dùng một trong hai loại này để dễ xử lý, bạn không cần phải chịu cảnh tóc bị nhuộm hư trong thời gian dài. Nên nhớ bôi thuốc nhuộm bán vĩnh viễn khi tóc còn ẩm. 3. Làm thế nào để giữ cho bản thân và nhà cửa không bị dính thuốc nhuộm tóc? Khi nhuộm tóc, bạn không muốn dấu vết thuốc nhuộm dính lên sàn nhà và áo. Vậy thì lời khuyên là hãy che đậy những chỗ có thể dễ dàng dính thuốc nhuộm và phủ giấy báo lên sàn nhà, chuẩn bị sẵn khăn để lau vết bẩn. Mặc những bộ quần áo cũ mà bạn không thích nữa, nên chọn quần áo mà bạn đã muốn vứt đi. 4. Trước khi nhuộm tóc tại nhà, nhớ phủ khăn hoặc trùm áo lên vai. Khăn hoặc áo trùm sẽ thấm phần nhuộm chảy ra khi nhuộm tóc. Bạn có thể mua áo trùm ở cửa hàng bán dụng cụ làm tóc. Nếu bạn quyết định dùng khăn, nên chọn khăn có màu tối để không thấy rõ màu nhuộm. Cố định khăn ở ngay trước cổ với kim tay hoặc kẹp. 5. Chải đầu gọn gàng trước khi nhuộm tóc tại nhà. Bạn nên chải sao cho tóc không bị rối khi nhuộm tóc. Việc này sẽ giúp cho việc bôi thuốc nhuộm dễ dàng và tóc được nhuộm đều màu hơn. 6. Bôi Vaseline lên chân tóc, tai và cổ trước khi nhuộm tóc. Bạn có thể dùng Vaseline, son dưỡng môi hoặc sản phẩm dưỡng tóc đi kèm với bộ thuốc nhuộm nếu có. Đây là bước không bắt buộc nhưng phủ như vậy sẽ giúp việc rửa sạch thuốc nhuộm bị lem trên da dễ dàng hơn. 7. Đeo găng tay khi nhuộm tóc. Găng tay thường có sẵn trong bộ thuốc nhuộm nhưng nếu không có, bạn có thể dùng găng tay cao su, vinin hoặc latex. Việc đeo găng tay khi nhuộm tóc là bắt buộc, nếu không thì bạn rất có thể sẽ nhuộm luôn cả da tay đó. 8. Dùng chai hoặc bát đi kèm đế pha thuốc nhuộm tóc. Bạn hãy làm theo hướng dẫn ghi trên hộp thuốc nhuộm. Hầu hết các hộp thuốc nhuộm đều có kèm theo chai để bạn pha thuốc. Thực hiện theo hướng dẫn để pha các thành phần thuốc nhuộm trong chai, sau đó lắc đến khi hỗn hợp được trộn đều. Nếu trong hộp thuốc không có kèm theo chai hoặc bát thì bạn có thể mua thêm để pha màu. 9. Pha thuốc nhuộm với thuốc trợ nhuộm. Việc này chỉ áp dụng cho một số thuốc nhuộm và hướng dẫn trên hộp sẽ cho bạn biết về việc sử dụng thuốc trợ nhuộm. Thuốc trợ nhuộm thường có sẵn trong hộp thuốc nhuộm. Nếu không có, bạn có thể mua ở cửa hàng chuyên các sản phẩm cho tóc. Nếu phải mua thuốc trợ nhuộm, bạn nên chọn loại 20%. Công đoạn tiếp theo là tiến hành việc nhuộm tóc tại nhà. Bước 1. Dùng lược tách tóc thành 4 phần. Dùng kẹp tóc lớn có thể mua ở các siêu thị để kẹp các phần tóc. Chia tóc như vậy để bạn không bỏ sót tóc. Bước 2. Bôi thuốc nhuộm lên từng phần tóc. Chia nhỏ mỗi phần tóc thành nhúm khoảng 1cm trong khi bôi thuốc để có thể bôi đều thuốc nhuộm. Dùng chai bôi thuốc hoặc bàn chải để phân tán đều thuốc nhuộm vào tóc. Bạn cũng có thể dùng tay đã có đeo găng tay để làm thuốc đều màu. Bước 3. Hẹn giờ ủ tóc theo quy định. Thực hiện theo hướng dẫn trên hộp, đừng gội sạch thuốc nhuộm trước khoảng thời gian được yêu cầu hoặc ủ thuốc quá lâu so với thời gian quy định. Nên nhớ tuân theo hướng dẫn, nếu bạn có nhiều tóc bạc thì tốt nhất nên ủ tóc đến khoảng thời gian quy định cao nhất. Không để thuốc nhuộm qua đêm, vì để qua đêm sẽ làm cho tóc bị khô và gây kích ứng da đầu nghiêm trọng, có thể dẫn đến các bệnh vẩy nến da đầu. Gội sạch thuốc sau khi nhuộm tóc tại nhà. 1. Lau sạch thuốc nhuộm ở cổ và trán bằng khăn giấy hoặc khăn ướt. Đừng đụng đến phần thuốc nhuộm trên tóc, nếu muốn bạn có thể đội mũ tắm để thuốc nhuộm không vấy bẩn lung tung. Sau khi đã đội mũ tắm, bạn có thể quấn thêm khăn để mũ tắm giữ nhiệt trên đầu. Việc này sẽ giúp đẩy nhanh việc nhuộm tóc. 2. Đợi đến khi hết thời gian ủ tóc thì xả sạch tóc. Sau khi hết thời gian ủ tóc, xả sạch thuốc nhuộm bằng vòi sen hoặc dùng bồn rửa tay để xả sạch. Dùng nước ấm để làm sạch thuốc nhuộm, xả đến khi nước không còn màu. 3. Gội đầu và dùng dầu xả cho tóc. Đợi ít nhất 1 tiếng trước khi gội, việc ủ tóc là để thuốc nhuộm thấm đều vào từng sợi tóc. Sau khi gội đầu, dùng thêm dầu xả đi kèm trong bộ thuốc nhuộm, tiếp theo là xả thật sạch tóc. 4. Sấy tóc và tạo kiểu bình thường.
Bạn có thể sấy khô hoặc hong khô tóc, sau khi tóc khô thì tạo kiểu như bình thường và khoe màu tóc mới. Nếu bạn không vui với kết quả, có thể nhờ thợ làm tóc giúp bạn sửa lại màu, hoặc bạn có thể đợi ít nhất 2 tuần để nhuộm lại tóc. Lưu ý bạn nên biết trước khi tự nhuộm tóc tại nhà. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tự nhuộm tóc tại nhà, bạn sẽ phải lưu ý những điều sau trước khi nhuộm tóc. 1. Bạn nên có một người bạn đáng tin cậy. Sẽ tốt hơn nếu có ai đó đã từng nhuộm tóc tại nhà và chia sẻ kinh nghiệm của họ với bạn. 2. Hãy lựa chọn màu thuốc phù hợp. Tóc nhuộm highlight hoặc ombre là những gợi ý dành cho những cô nàng cá tính, thích cập nhật các xu hướng thời trang trẻ trung. Bạn có thể dựa vào tính cách, màu da, công việc để chọn màu tóc nhuộm phù hợp với mình. 3. Thử thuốc nhuộm lên da để kiểm tra dị ứng. Một số thuốc nhuộm có dùng hóa chất gọi là paraffin, niacinamide khiến một số người bị dị ứng. Nếu thuốc nhuộm của bạn có chứa thành phần này, tốt nhất bạn nên thử trên vùng da nhỏ trước khi bôi lên tóc. Bôi thuốc nhuộm trực tiếp lên da, có thể bôi phía sau tai hoặc bên trong cánh tay, để yên trong 20 phút, sau đó rửa sạch và đợi ít nhất 24 tiếng để xem có bị dị ứng không. 4. Cẩn thận khi sử dụng thuốc nhuộm. Nếu bạn có cảm giác nóng rát hoặc ngứa sau khi bôi thuốc nhuộm thì nên rửa sạch nó ngay. 5. Dùng nước lạnh khi tắm gội. Thói quen tắm gội nước lạnh sẽ giúp cho tóc bền màu và khỏe mạnh hơn. Bạn không nên gội đầu bằng nước ấm vì nhiệt độ sẽ làm cho tóc mất màu nhanh hơn. 6. Nhuộm tóc trước sự kiện 1 tuần. Nếu dùng thuốc nhuộm vĩnh cửu để nhuộm tóc cho một sự kiện hoặc kỳ nghỉ và bạn muốn tóc khỏe và có màu tự nhiên thì hãy nhuộm tóc trước 1 tuần. Việc này giúp cho tóc có thời gian để gội và xả vài lần. Sau 1 tuần thì tóc sẽ có màu tự nhiên như ý muốn. Bạn có thể thử qua một số loại thuốc nhuộm tóc tự nhiên làm tại nhà để giảm bớt tác hại của thuốc nhuộm hóa phẩm. Hãy thử tập làm nhà tạo mẫu tóc cho riêng mình, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện ra làm đẹp không hề khó. Và đến đây thì những hướng dẫn cách nhuộm tóc tại nhà từ A đến Z của Blog New cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.